Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Ford cho biết kế hoạch tiết kiệm nhiên liệu của chính quyền Biden đe dọa khó khăn đáng kể về kinh tế. Cuộc đua Thượng viện năm 2024, sự ảnh hưởng lớn của Donald Trump trong chính trường Tây Virginia. Biden bị chỉ trích dữ dội sau khi lặng lẽ xếp Bộ trưởng Lao động chưa được xác nhận vào hàng kế nhiệm Tổng thống và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ford Motor Co. đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý, bày tỏ lo ngại về đề xuất của chính quyền Joe Biden liên quan đến việc tăng cường tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho đến năm 2032. Theo Ford, những thay đổi này có tiềm năng tạo ra những khó khăn kinh tế đáng kể. Điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng và là một phần quan trọng của cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu và quyết tâm của chính phủ trong việc giảm thiểu tác động của ngành công nghiệp ô tô lên môi trường. Trong buổi trò chuyện với cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia, Ford đã đề cập đến mức tiền phạt dân sự mà họ có thể phải đối mặt theo đề xuất CAFE. Đây là một yếu tố quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của công ty và lợi nhuận của họ trong tương lai. Theo Ford, mức phạt dân sự ước tính lên đến 1 tỷ đô la trước năm 2032 là đáng báo động. Điều này không chỉ đánh dấu một số lớn chưa từng có trong lịch sử của họ, mà còn tạo nên một trạng thái lo ngại về khả năng họ phải đối mặt với sự áp lực tài chính đáng kể và không chắc chắn trong tương lai. Vấn đề này khó có thể bị bỏ qua vì mức phạt dân sự trong chương trình CAFE sẽ có tác động trực tiếp đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. CAFE đã lâu là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để giảm thiểu tác động của ngành công nghiệp ô tô lên môi trường bằng cách thúc đẩy việc sản xuất xe hơi tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, đối mặt với những yêu cầu mới, các nhà sản xuất ô tô như Ford đang đối diện với sự thách thức để tuân thủ các tiêu chuẩn mới đồng thời duy trì lợi nhuận và sự cạnh tranh. Quý vị thân mến, cuộc đua vào thượng viện Hoa Kỳ năm 2024 của Tổng đốc Tây Virginia Jim Justice đã trở thành một sự kiện nổi bật trong cả mảng chính trị quốc gia và cả mảng chính trị ở bang West Virginia. Điều đặc biệt gây sự chú ý là sự ủng hộ từ phía Tổng thống Donald Trump, một nhân tượng quyền lực trong đảng Cộng hòa và cả Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ này đã mang lại sự hứng thú và sự quan tâm đặc biệt từ phía các phân đảng, nhất là với việc Justice dẫn trước đối thủ đảng Dân Chủ nổi tiếng Joe Manchin trong cuộc đua. Tổng thống Trump luôn là một nhân tượng quan trọng trong đảng của mình và sự tán thành mạnh mẽ dành cho Jim Justice không chỉ là một ủng hộ bình thường. Bài đăng trên True Social cho thấy mức độ tán thành và quan ngại của Tổng thống về việc thúc đẩy Justice vào thượng viện. Tổng thống Trump không chỉ ca ngợi Justice về các thành tựu của ông trong lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc gia, mà còn đánh giá Justice là một ứng viên hoàn hảo để thay thế Joe Manchin người đã thu hút nhiều sự chú ý với quyền veto của mình trong cuộc tranh cãi liên quan đến dự luật và tiền chi tiêu của chính phủ. Cuộc thăm dò của Đại học Emerson, trong đó Justice dẫn đầu 13 điểm phần trăm trước Manchin, là một dấu hiệu rõ ràng về sự hỗ trợ mạnh mẽ cho ông. Có 15% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác và 16% cho biết họ chưa quyết định. Điều này chỉ ra rằng cuộc đua vẫn còn rất động đậy và có thể sẽ có những biến động trong tương lai. Ghế của Manchin trong Thượng viện được coi là một trong những vị trí dễ bị tổn thương nhất đối với đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2024, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tây Virginia cho Tổng thống Donald Trump trong hai cuộc bầu cử Tổng thống 2016-2020. Việc thống đốc Jim Justice đứng ra thách thức Manchin là một bước đi mà nhiều người coi là tương đối tự nhiên. Chaste cũng đã công bố sự ủng hộ mạnh mẽ của mình cho Tổng thống Trump trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đó và điều này đã kết hợp với lời tán thành từ Tổng thống Trump tạo ra một liên kết mạnh mẽ. Trong tình hình này, cuộc đua vào thượng viện năm 2024 tại Tây Virginia hứa hẹn sẽ là sự hấp dẫn và căng thẳng, nhưng điều quan trọng là cuộc đua này có thể là một ví dụ tiêu biểu về cách sự ảnh hưởng của một nhân tượng quyền lực như Tổng thống Trump vẫn có thể tác động lớn đối với động thái chính trị tại cơ sở và trong các cuộc bầu cử quốc gia. Bất kỳ diễn biến nào trong cuộc đua này sẽ được quan sát chặt chẽ và có thể ảnh hưởng đến sự phân chia chính trị và địa hình chính trị của bang West Virginia và cả Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện đang bày tỏ sự thất vọng với chính quyền Biden về quyết định bổ sung quyền Bộ trưởng Lao động Julie Sue một người chưa từng được xác nhận cho vị trí này vào danh sách kế nhiệm tổng thống. Trong lá thư hôm thứ Ba gửi Biden, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alabama Katie Britt và 29 đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa tại Thượng viện bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và yêu cầu chính quyền làm rõ về niềm tin rõ ràng rằng, su đủ điều kiện đảm nhận chức vụ theo đường thừa kế tổng thống do Quốc hội quy định trong đạo luật kế vị tổng thống năm 1947. Như bạn đã biết, kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2023, thượng viện hoa kỳ đã từ chối xác nhận việc đề cử bà su làm bộ trưởng lao động và bà tiếp tục thiếu sự hỗ trợ đầy đủ từ cả các thành viên đảng cộng hòa và đảng dân chủ tại thượng viện để được xác nhận vị trí đó các thượng nghị sĩ đã viết bất chấp thực tế đó và bà su trở thành ứng cử viên nội các chờ xác nhận lâu nhất từ trước đến nay trong thời điểm cùng một đảng kiểm soát tòa bạch ốc và thượng viện tòa bạch ốc đã chọn giữ bà làm quyền bộ trưởng lao động trong một thời gian dài cơ sở vô thời hạn và cũng đã liệt kê bà trên trang web của Tòa Bạch Ốc với tư cách là thành viên của nội các theo lệnh kế nhiệm tổng thống. Được xếp thứ 9 trong thứ tự kế vị chức vụ tổng thống trên trang web của Tòa Bạch Ốc, dù trước đây từng là thư ký lao động của California dưới thời thống đốc Gavin Newsom từ 2019 đến 2021. Mặc dù bạn và chính quyền của bạn rõ ràng đã quyết định bỏ qua ý định của Quốc hội trong việc giữ bà Su tại vị trí trong vai trò hiện tại của mình, nhưng sẽ thật không may nếu bạn quyết định hạ thấp hơn nữa ý định của quốc hội và vi phạm luật bằng cách đảm nhận quan điểm mà bà Su, Su đủ điều kiện để được xếp vào hàng kế nhiệm tổng thống, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã nói thêm. Chỉ ra tu chính án thứ 25 của hiến pháp Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ nhắc nhở Joe Biden rằng quốc hội có quyền ấn định dòng kế vị tổng thống ngoài phó tổng thống. Họ viết vì bà Su không được bổ nhiệm và với sự tư vấn và đồng ý của thượng viện làm bộ trưởng lao động chúng tôi đặc biệt yêu cầu tòa bạch ốc làm rõ quan điểm và quan điểm của mình về khả năng hội đủ điều kiện của bà su cho vị trí tổng thống sự kế nhiệm và trong trường hợp cần thiết sẽ đảm nhận chức tổng thống họ viết thật không thể tưởng tượng được rằng chính quyền biden này lại tin rằng một người chưa được thượng viện bầu chọn hợp lệ cũng như không xác nhận vào vị trí bộ trưởng lao động lại có thể trở thành tổng thống hoa kỳ đề xuất rằng bà Su có đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ tổng thống. Việc kế vị là trái ngược với hệ thống quản trị của chúng ta và các nguyên tắc nền tảng mà nền Cộng hòa của chúng ta dựa vào. Chính quyền Biden tiếp tục cố gắng cai trị bằng sắc lệnh đơn phương thay vì cai trị với sự tư vấn và đồng ý của Quốc hội. Bà Su thậm chí không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ các thành viên trong đảng của mình tại Thượng viện để được xác nhận làm Bộ trưởng Lao động. Rick đã nói với Fox News Digital. Tóm lại, chính quyền Biden hiện dường như đang khẳng định cả hai rằng họ có thể tự do phớt lờ ý chí của Thượng viện bằng cách giữ bà Su giữ chức quyền bộ trưởng vô thời hạn và rằng bà Su có thể ngay lập tức thăng tiến từ vai trò hiện tại của mình để giữ chức tổng thống của Hoa Kỳ. Bà nói thêm, Joe Biden nên làm rõ ngay lập tức liệu ông ấy có tin rằng một người chưa được người dân bầu ra cũng như không được đại diện cho người dân bầu chọn làm thành viên nội các có thể đảm nhận chức vụ tổng thống hay không. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ một lần nữa kêu gọi Biden rút lại đề cử của bà Su và đề cử một ứng cử viên cho Bộ trưởng Lao động, người có khả năng thu hút đủ sự ủng hộ trên cơ sở lưỡng đảng để được xác nhận. Việc đề cử Su vào vị trí Bộ trưởng Lao động đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vào đầu năm nay, Kết quả là bà ấy không bao giờ được xác nhận vào vai trò này và vẫn giữ chức vụ quyền thư ký lao động kể từ đó. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cáo buộc Su đã từ chối yêu cầu cung cấp thông tin về việc bà ủng hộ nhiều quy định hơn về công việc tự do ở California và một bản ghi nhớ được gửi trong thời gian bà giữ chức quan chức lao động hàng đầu của bang và đã hướng dẫn nhân viên bang không hợp tác với các quan chức ICE đang tìm kiếm những người di cư không có giấy tờ. Thượng nghị sĩ Mike Brown, và các thành viên đảng Cộng hòa khác đã viết trong thư gửi Biden về đề cử của Su trong cuộc bầu cử tổng thống. Bà ấy đã tránh trả lời các câu hỏi bất cứ khi nào có thể và bà ấy đã hạn chế cung cấp thông tin cụ thể rõ ràng cho câu trả lời của mình khi trả lời các câu hỏi. Với tình hình hiện tại, chúng tôi trân trọng kêu gọi bạn rút lại đề cử. Việc đề cử Su, người giữ chức quyền thư ký kể từ khi Marty Walsh từ chức vào tháng 3 đã được Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện phê chuẩn trong tháng 4. Tuy nhiên, Su vẫn chưa nhận được phiếu bầu của toàn bộ Thượng viện, nên khó có khả năng Su sẽ được xác nhận vào vị trí này. Ngoài Brick, bức thư của các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện gửi cho Biden còn được lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã ký. Thượng viện đảng Cộng hòa Whip John Thune, Chủ tịch Hội nghị Thượng viện đảng Cộng hòa John Barrasso, Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Đảng Cộng hòa Johnny Ernst và Phó Chủ tịch Hội đồng Đảng Cộng hòa Thượng viện Selimor Capito cùng những người khác.